Hello Jason, xin chào tất cả các anh chị và các bạn. Và một tuần đã trôi qua, chúng ta có rất nhiều thông tin cũng như là sự kiện nổi bật trong tuần vừa rồi. Nào là WorldCoin, nào là Coinbase đứng sau BaseChain đã kích cầu bằng một con meme tên là BALD đã x hơn 1.000 lần chỉ trong một ngày, là những thông tin khá nổi bật trong tuần vừa rồi. Liệu trong tuần tiếp theo, tức là tuần này, thì chúng ta sẽ có những thông tin nào? Đầu tiên, Jason xin mời tất cả các anh chị và các bạn cùng xem qua các chỉ số của Bitcoin. Tuần vừa rồi thì Bitcoin có vẻ là khá là yếu. Một cái chạc tuần với một cây nến thân dài đổ xuống như thế này thể hiện một cái lực bán khá lớn ở chạc tuần. Và Jason thấy, cũng như các anh em lâu năm cũng sẽ thấy, với lực giảm mạnh ở khung tuần như thế này thì giá về tầm 25, 258, 26 xác suất hơn 60%. Điều đó cũng có nghĩa là mọi người đừng vội vào hàng. Khi mà BTC còn điều chỉnh thì anh Khoi cũng chưa có dòng tiền chảy vào đâu. Zoom in vào khung ngày thì Jason sẽ kể một cái ngưỡng hỗ trợ ngay đây để cho mọi người cùng thấy. Với lực điều chỉnh như vậy, đường giá hướng xuống mốc 25-26k chiếm tỷ lệ khá là lớn. Và nói đến khúc này thì các anh em sẽ nhanh tay sọt phải không ạ? Tuy nhiên không nên làm như thế. Chúng ta cũng không ngoại trừ khả năng sẽ có một cái lực gọi là chúng ta sẽ bị quét thanh khoản như thế này, rồi sau đó mới đi về một lực điều chỉnh như thế này. Tóm lại là BTC lực khá yếu, chưa có một cái động thái đẩy giá, cho nên anh em phải cẩn thận giao dịch trong tuần này. Cùng nhau nhìn qua chỉ số DXY là chỉ số sức mạnh của đồng đô la, có sự tương quan âm với thị trường crypto, luôn đi ngược chiều so với thị trường crypto. Điều đó cũng thể hiện qua những cây nến thân dài ở khung ngày như thế này, chứng tỏ là BTC cũng không thể có lực mua vào bởi vì tiền đã đổ vào đồng đô la, không có dòng tiền về thị trường crypto. Đối với các anh em full time crypto thì chúng ta luôn mong muốn chỉ số DXY hướng xuống như thế này và break luôn mốc 199. Các anh em thì sao? Anh em nghĩ là chỉ số DXY trong tuần này có tích cực như thế này không? Có hướng xuống như thế này không? Ngoài ra, thông qua các danh sách Layer 1 mà Jason đã collect sẵn ở đây của TradingView thì chúng ta thấy không có một Layer 1 nào nổi bật cho thấy dòng tiền đã đi vào hệ sinh thái của Ancoin. Solo với mức tăng trưởng 4% trong ngày thứ hai đầu tuần thì cũng chưa có gọi là khả quan hay là đặc biệt cả. ENG với mức tăng 2%, Solana vẫn ở mức giá 24 và cũng không có quá nhiều thay đổi. Và hầu như là ở cả Layer 1 và Layer 2 cũng không có một cái dòng tiền nào lớn ngoại trừ Optimism. Optimism có mức tăng trưởng là 5% trong buổi sáng thứ hai ngày tuần này, thì cũng có lý do như Jason ở đầu video có nói là ngày hôm qua chủ nhật hệ sinh thái BaseChain của Coinbase đã có một cái dự án meme tên là BALD đã tăng hơn 1.000 lần trong một ngày. Đó là lý do tại sao là mọi người đang FOMO cho Optimism, bởi vì Optimism và BaseChain có mối quan hệ gắn kết với nhau rất là chặt chẽ. Vì BaseChain chưa có thể ra token được do một số điều lệ luật pháp ở Mỹ. Bên cạnh đó, Jason cũng mở thêm một cái bảng về các narrative. Những cái narrative này xem thử cái đồng coin, altcoin nào nổi bật hay không. ZK narrative cũng không có gì nổi bật, NFT file không có gì nổi bật, VU cũng chưa, LSD cũng chưa. Khi nào gọi là nổi bật các bạn, thì đối với Jason thì nổi bật là khi nó tăng trong khung 4 giờ mà hơn 8-10%, đó là một cái sự nổi bật. Kết luận cho view tuần này thì Jason khuyên các anh em đừng vào vội altcoin và hãy xem những cái động thái tiếp theo của Bitcoin trước, xem thử dòng tiền nằm ở đâu và Bitcoin chạy như thế nào thì chúng ta sẽ có những cái quyết định
trong tuần nó sẽ tốt hơn. Thì dĩ nhiên là trong tuần Jason cũng sẽ cố gắng update cho những anh em những cái narrative nào nổi bật, những cái altcoin nào nổi bật nếu như thị trường khả quan hơn. Và bây giờ chúng ta cùng chuyển qua mục thứ hai, xem thử trong tuần này có những tin tức tài chính kinh tế nào quan trọng không nha. Và chúng ta cùng nhau điểm tin qua những sự kiện quan trọng trong tuần này sẽ ảnh hưởng đến thị trường. Nhìn chung là từ ngày 30 tới ngày 5 tháng 8 này, Jason không thấy một cái sự kiện nào quan trọng. Thì trong đây sẽ có ví dụ như là ngày thứ 3 thì sẽ có thông tin về PMI và job opening. Và chúng ta đang mong những chỉ số này thấp hơn so với dự báo thì mới tốt được cho crypto, cùng xem nào. Kẹp xuống phía dưới. Vào ngày thứ năm, ngày 3 tháng 8, chúng ta có một cái thông tin về unemployment claim. Những cái con số này á, nếu như mà nó nhỏ hơn so với dự kiến thì nó tốt cho đồng đô la. Như Jason đã nói, chỉ số DXY có sự tương quan âm đối với crypto. Thì chúng ta mong muốn là những con số về unemployment claims này á, nó phải cao hơn so với dự kiến thì nó mới tốt cho thị trường crypto. Cũng như các số video hàng tuần thường lệ cùng Jason xem qua trong tuần vừa rồi chúng ta đã có những tín hiệu nào và tình hình ra sao nhé. Ở trong Telegram channel thì Jason cũng đã nói anh em watchlist nhờ token ARKM. Bởi vì sao? Bởi vì Jason đã thấy được chúng nó đang ở đang tạo thành hai đáy ở khung ngày, ở khung 4 giờ, sorry mọi người. Thì liệu ở những cái vùng này rất là nhạy cảm, xem thử cái hành động giá tiếp theo liệu có những cái cây nến confirm hay không, thì chúng ta cùng xem xét trong tuần này nhé. Vào ở tuần trước thì 68 trading của chúng ta cũng đã có kèo POV, tức là kèo POP này đã x13.5 lần sau 17 ngày, tức là đã diễn ra trong 2 tuần trước đó rồi. Ở model trend này thì Jason cảm thấy là ở 13.5 cũng khá là ổn định cho các anh em để sinh hoạt tại 68 trading. Ngoài ra, chủ nhật vừa rồi thì Jason cũng có cập nhật cho anh em về dự án BLD, là cái dự án Memcoin trên Base Chain. Như Jason đã nói ở đầu video, sau khi mà cập nhật thì chúng ta cũng đã có được cái cách chơi, hướng dẫn chơi Base Chain một cách nhanh nhất có thể vào lúc 2 giờ chiều ngày chủ nhật. Sau khi nói về cái đồng Memcoin BLD này thì chỉ trong vòng vài tiếng sau đó chúng ta cũng đã có một cái quả X2. Và đó là những cái hoạt động trong tuần vừa rồi tại 68 Trading ở Telegram channel. Trong tuần này hy vọng sẽ có được nhiều tín hiệu hơn, nhiều kèo hơn cho anh em, cũng như là những thông tin cập nhật liên tục để mà dù là anh em có đang đi làm ở một cái công việc truyền thống khác hay là full time crypto đều có được những thông tin một cách đầy đủ nhất. Và cuối cùng, nếu như video này có giá trị cho các anh chị và các bạn, xin hãy ủng hộ Jason bằng một nút like và subscribe kênh để Jason và team có thêm động lực cùng anh em tồn tại lâu dài trong thị trường crypto cũng như thị trường tài chính. Jason Lê Daily, blockchain tương lai của mọi nhà.